3 đường dây đánh bạc dưới hình thức số lô số đề với tổng giá trị giao dịch hơn 30 tỷ đồng. Theo đó, sau thời gian trinh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Hới đã phá thành công chuyên án, qua đó triệt phá 3 đường dây đánh bạc dưới hình thức số lô số đề với 40 đối tượng liên quan. Số tiền giao dịch mỗi ngày ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng. Cụ thể, đường dây thứ nhất do đối tượng Trần Quang Hiếu, sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố 2, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới cầm đầu. Có 22 thư ký đề liên quan và số tiền giao dịch trong ngày khoảng 1 tỷ đồng. Đường dây thứ hai do đối tượng Trần Thị Việt Hà, sinh năm 1979, trú tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới cầm đầu, với 12 thư ký đề, tổng số tiền giao dịch trong ngày khoảng 460 triệu đồng. Đường dây thứ ba do đối tượng Hoàng Thị Lý, sinh năm 1994, trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới cầm đầu, liên quan đến 6 thư ký đề, số tiền giao dịch trong ngày khoảng hơn 20 triệu đồng. Tăng vật thu giữ được gồm 20 điện thoại di động, 70 bảng đề, tiền và một số tăng vật liên quan. Cả 3 đường dây hoạt động trong khoảng hơn 1 tháng với tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỷ đồng. Hiện Công an thành phố Đồng Hới đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự 15 đối tượng, đồng thời xác minh mở rộng điều tra vụ án. Ngày 24 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ thành công 18 đối tượng trong nhóm ổ đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức sóc đĩa với thủ đoạn tinh vi ngay tại khu vực đồi núi huyện Con Cuông, thu và tạm giữ hơn 305 triệu đồng tiền mặt. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện một ổ nhóm tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp với nhiều đối tượng có tiền án tiền sự, có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Yên Thành tham gia. Cầm đầu nhóm đối tượng này là Lê Văn Hùng, sinh năm 1980, trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Hùng là đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Quá trình hoạt động tổ chức đánh bạc, Lê Văn Hùng thường liên hệ với các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài địa bàn, rồi thuê xe chở đến những địa điểm mà Hùng đã chuẩn bị sẵn, mà không cho các đối tượng tham gia đánh bạc biết trước. Mỗi đối tượng khi tham gia đánh bạc phải nộp 500.000 đồng tiền hồ cho Hùng. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, trước mỗi lần tổ chức đánh bạc, Hùng bố trí người canh gác, cảnh giới kỹ càng. Khám xét tụ điểm và bắt các đối tượng, công an thu giữ hơn 305 triệu đồng tiền mặt, một xe ô tô là phương tiện sử dụng chở các đối tượng tổ chức và các con bạc đến điểm đánh bạc lưu động, một bộ bát đĩa sứ, 4 con xúc xắc, 14 điện thoại các loại và nhiều tăng vật có liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 24 tháng 6, Công an tỉnh Bình Định cho biết, lực lượng cảnh sát ma túy Công an thành phố Quy Nhơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tịnh, sinh năm 1999, trú tại huyện Tuy Phước, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, các trinh sát ma túy Công an thành phố Quy Nhơn đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Thanh Tịnh đang cất giấu trong người 3 viên thuốc lắc và một gói ma túy đá để đi bán cho các con nghiện. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh Tịnh, cơ quan công an còn thu giữ thêm gần 200 viên thuốc lắc và 7 gói ma túy đá khác với tổng trọng lượng gần 120 gram cùng một số tăng vật khác có liên quan đến hành vi mua bán ma túy của đối tượng Tịnh. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Tịnh khai nhận thông qua mạng xã hội, Tịnh đã mua số ma túy trên về với mục đích sử dụng, đồng thời chia nhỏ bán lại cho các con nghiện và cung cấp cho dân bay ở các quán karaoke trên địa bàn thành phố Quy Nhơn để kiếm lời. Hiện cơ quan điều tra công an thành phố Quy Nhơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thanh Tịnh theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo, vừa phát hiện thu giữ một số loại ma túy dạng mới được ngụy trang dưới dạng sô cô la ghi nhãn hiệu sô cô la Chillmax bán công khai trên mạng xã hội. Lực lượng chức năng đã tìm thấy chất ADB butinaca trong các viên sô cô la. Chất ADB butinaca là chất thường được phát hiện có trong các mẫu cỏ Mỹ, có tác dụng gây ảo giác tương tự như các chất ma túy thuộc nhóm cần sa tổng hợp được tẩm vào các mẫu thảo mộc nhưng không có trong danh mục các chất ma túy. Hiện mẫu viên sô cô la này được bán một cách công khai rộng rãi trên các trang mạng xã hội với hình thức màu sắc bắt mắt, gây tò mò và vô cùng dễ mua bán, có nguy cơ trở thành các loại ma túy học đường nếu không được ngăn chặn kịp thời. Bến xe miền Đông mới tại thành phố Hồ Chí Minh có tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng, chính thức đi vào hoạt động từ khoảng 2 năm qua. Tuy nhiên, lượng hành khách qua bến này lại vô cùng khiêm tốn. Theo thống kê, lượng khách qua bến xe miền Đông mỗi ngày chỉ có khoảng 65 hành khách trên 9 chuyến xe đường dài xuất phát từ bến, tức là trung bình chỉ có 7 khách một xe một ngày. Nguyên nhân lượng hành khách qua bến chưa nhiều được cho là do ảnh hưởng của dịch bệnh diễn ra suốt 2 năm qua. Cùng với đó là nhu cầu và thói quen đi lại của hành khách về bến này vẫn chưa cao. Các tuyến buýt kết nối đến đây vẫn chưa nhiều nên chưa đủ hút khách. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng xung quanh chưa hoàn thiện cũng khiến cho việc đi lại của hành khách gặp khó khăn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa đồng ý cho chính quyền quận 5 di rời 23 hộ dân sống tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo đến nơi an toàn do các căn hộ ở đây đã quá cũ, có thể sập bất cứ lúc nào. Địa điểm 23 hộ dân được di chuyển đến là cao ốc An Phú, cách đó hơn 4 km. Sau khi di chuyển người dân, các sở ngành liên quan được giao giải quyết kinh phí di rời, tháo dỡ và đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư với các hộ dân tại chung cư này. Chung cư 440 Trần Hưng Đạo được xây dựng trước năm 1975, gồm 3 tầng với 21 căn hộ, 19 căn của tư nhân và 2 căn là tài sản công. Theo kết quả kiểm định của cơ quan chức năng, chung cư này bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, có thể sập, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân bất cứ lúc nào. Sau khi phá dỡ chung cư, diện tích đất quy hoạch là 170m² nên không đủ xây dự án mới. Các hộ dân từng được đề nghị rời về tạm cư ở cao ốc An Phú nhưng họ không đồng ý. Thay vào đó, người dân đề nghị nhà nước chi tiền để tự thuê ở nơi khác và tính đơn giá bồi thường thỏa đáng cho các căn hộ thuộc sở hữu tư nhân. Báo cáo mới đây của công ty Asota, 2 năm đương đầu cùng đại dịch đã tạo ra những hành vi mới trong thói quen sinh hoạt của người dân Việt Nam. Theo đó, thời gian lên mạng Internet trung bình mỗi ngày của người Việt trong năm 2021 là 6 giờ 38 phút. Trong đó, thời lượng lên mạng qua thiết bị di động hơn 3,5 giờ một ngày, chiếm hơn một nửa tổng thời gian lên mạng. Thay vì gặp gỡ trực tiếp, người dân giao tiếp qua mạng xã hội. Các hoạt động giải trí ngoài trời giờ được đặt lên bàn cân với nội dung video và gaming. Thói quen làm việc này cũng có nhiều thay đổi khi thời gian đến văn phòng ít hơn, thay vào đó, công việc vẫn được giải quyết trơn tru khi làm việc qua Zoom, Webinar. Theo Bộ Y tế, hiện tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 đạt 62%. Tuy nhiên, tiến độ tiêm chủng những ngày gần đây là chậm, nhất là tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Nguyên nhân là do tình hình dịch được cơ bản khống chế, nhiều người dân có dấu hiệu chủ quan lơ là với các biện pháp phòng dịch, trong đó có việc chậm trễ tiêm các mũi nhắc lại. Hiện có tình trạng tồn vaccine COVID-19 tại kho lưu trữ của Trung ương và các địa phương, dẫn tới nguy cơ vaccine hết hạn và hủy bỏ nếu các địa phương không tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng trong thời gian tới. Gần đây đã có một số tỉnh thành từ chối nhận thêm vaccine hoặc đề nghị trả lại vaccine đã nhận, trong khi tỷ lệ tiêm chủng mũi 3 đạt mức thấp. Trước thực trạng này, Bộ Y tế cho biết sẽ có văn bản hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 mũi 4, đồng thời thông tin vaccine COVID-19 đã nhập về Việt Nam đều trong thời gian còn hạn sử dụng. Hạn sử dụng từ tháng 7 đến tháng 10 tới đây. Giới chức y tế Mỹ mới đây cho biết gần 1/5 người Mỹ trưởng thành từng bị mắc COVID-19 hiện vẫn còn có các triệu chứng của COVID kéo dài. Theo Cục Điều tra Dân số và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, cứ 13 người trưởng thành ở Mỹ thì có một người có các triệu chứng của COVID kéo dài tồn tại trong thời gian từ 3 tháng trở lên sau lần đầu tiên mắc bệnh. Các triệu chứng COVID kéo dài bao gồm mệt mỏi, tim đập nhanh, khó thở, khó nhận thức, đau thần kinh mãn tính, xuất hiện những dấu hiệu bất thường về giác quan và yếu cơ. Phân tích của CDC cho thấy nguy cơ bị COVID kéo dài ở những người trẻ tuổi cao hơn so với những người cao tuổi. Phụ nữ cũng có nguy cơ bị mắc chứng bệnh này cao hơn so với nam giới, với 9,4% ở phụ nữ trưởng thành ở Mỹ có các triệu chứng của COVID kéo dài so với 5,5% ở nam giới. Tính theo từng bang ở Mỹ cũng có sự khác biệt về tỷ lệ mắc hội chứng COVID kéo dài, với Kentucky và Alabama là 2 bang có tỷ lệ người trưởng thành bị mắc bệnh cao nhất, trong khi tỷ lệ ở Hawaii, Maryland và Virginia thấp nhất. Italia đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 70 năm, khiến dòng sông dài nhất tại quốc gia này cạn trơ đáy, đe dọa mùa màng và an ninh năng lượng. Con sông Po trải dài hơn 640 km, bắt nguồn từ dãy núi Cotian Alper và đổ ra biển Adriatic. Đây là con sông dài nhất ở Italia, nhưng đang phải đối mặt với đợt hạn hán chưa từng có trong 70 năm qua, khiến mực nước giảm thấp đáng báo động. Theo các chuyên gia khí tượng, thung lũng sông Po ở miền Bắc Italia là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt khô hạn đang diễn ra trên khắp lãnh thổ châu Âu. Một trong những nguyên nhân chính gây ra hạn hán là do biến đổi khí hậu. Miền Bắc Italia đã không có mưa trong suốt hơn 110 ngày. Lượng tuyết rơi đã giảm 70% trong năm nay và nhiệt độ trên mức trung bình đang làm tan chảy băng tuyết trên dãy Alps xung quanh, cướp đi một lượng nước đáng kể trong các hồ chứa tại lưu vực sông Po vào mùa hè. Đợt hạn hán này cũng khiến mực nước trong các hồ thủy điện của Italia xuống mức thấp nhất trong lịch sử, gây ra nguy cơ mất an ninh lương thực và năng lượng. Dù phải chịu những ảnh hưởng nhất định của biến đổi khí hậu, thế nhưng điều này có vẻ không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp cũng như sức hút của thành phố cổ kính Viên.
Theo đó, ngày 23 tháng 6, báo The Economist của Anh công bố bảng xếp hạng các thành phố trên thế giới. Theo đó, đưa Viên của Áo trở lại là thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2022. Theo báo cáo của Economist Intelligence Unit, thành phố Viên đã trở lại vị trí đầu bảng, là thành phố đáng sống nhất thế giới thay thế Auckland, thành phố lớn của New Zealand, đã bị tụt xuống vị trí thứ 34 do các hạn chế về đại dịch COVID-19. Năm 2021, Viên đã trượt xuống vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng của The Economist khi các viện bảo tàng và nhà hàng tại thành phố này buộc phải đóng cửa. Tuy nhiên năm nay, thành phố này đã trở lại vị trí đầu bảng xếp hạng từng nắm giữ trong các năm 2018 và 2019. Những yếu tố giúp Viên được đánh giá cao bao gồm tình hình ổn định và cơ sở hạ tầng tốt, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt, đời sống văn hóa và giải trí phong phú. Châu Âu có 6 trong số 10 thành phố đáng sống hàng đầu trên thế giới. Tiếp theo thủ đô Viên của Áo là thủ đô Copenhagen của Đan Mạch và Zurich của Thụy Sĩ. Trong phần tiếp theo của chương trình, thị trường du lịch hè 2022 sôi động trở lại. Nhiều khách sạn đã kín phòng cho tháng 7 và tháng 8. Nhiều người dân vẫn sập bẫy lừa đảo bởi sổ đỏ giả của các đối tượng xấu, dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo. Nhiều hãng hàng không châu Âu rối loạn do thiếu nhân lực sau đợt sa thải hàng loạt do dịch bệnh hồi năm ngoái. Tiếp theo chương trình là những thông tin cập nhật về giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu đến chiều ngày 24 tháng 6. Đang bước vào giai đoạn cao điểm mùa hè 2022, thời tiết nắng nóng tăng cao cùng với việc sau khoảng thời gian 2 năm bị hạn chế do những ảnh hưởng của COVID-19, thị trường du lịch nội địa đã tăng trưởng mạnh mẽ trở lại sau thời gian đóng băng do dịch bệnh. Thống kê từ các công ty du lịch cho thấy, lượng khách đăng ký đi du lịch hè năm 2022 rất đông đúc, không còn e dè thăm dò như thời kỳ mới mở cửa du lịch. Trung bình mỗi ngày, các nền tảng đặt phòng trực tuyến cũng ghi nhận từ 12.000 đến 15.000 booking đặt phòng khách sạn và từ 17.000 đến 20.000 booking đặt vé máy bay. Con số này đã tăng gấp đôi so với giai đoạn trước hè. Nhiều khách sạn hiện đã kín phòng cho tháng 7 và tháng 8. Các điểm du lịch được lựa chọn nhiều nhất vào hè năm 2022 vẫn là những thành phố ven biển có nhiều hoạt động vui chơi giải trí như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long. Sự phục hồi của du lịch Việt Nam cũng như nhu cầu du lịch tăng cao của người dân còn được thể hiện qua chỉ số tự tin du lịch vừa được công bố với booking.vn. Cụ thể, theo một nghiên cứu mới đây của trang này, Việt Nam chỉ đứng sau Ấn Độ về chỉ số tự tin du lịch và chênh 1% về tỷ lệ hào hứng du lịch hậu đại dịch. Chỉ số được thu thập thông qua việc khảo sát 11.000 khách du lịch từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp châu Á và châu Đại Dương, thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2022. Đứng đầu danh sách này là Ấn Độ, Việt Nam đứng thứ hai với 85% khách du lịch có dự định đi du lịch trong 12 tháng sắp tới. 62% khách du lịch Việt dự định đặt từ 1 đến 2 chuyến du lịch trong năm nay. 45% du khách Việt muốn đi du lịch là bởi họ đã lên kế hoạch từ trước đại dịch mà chưa có dịp thực hiện. Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để lên đường. 32% người được khảo sát muốn du lịch đến một địa điểm cụ thể mà họ yêu thích và 32% khách đơn giản là muốn rời khỏi nhà, bất kể điểm đến là đâu. Ngoài thuế bảo vệ môi trường thì thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng cũng cần cắt giảm. Đây là nội dung đáng chú ý trong văn bản góp ý dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn gửi Bộ Tài chính của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, đơn vị đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc. VCCI cho rằng việc cắt giảm thuế bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên có thể thực hiện được ngay trong tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, nếu lựa chọn cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế giá trị gia tăng thì phải đợi kỳ họp Quốc hội gần nhất vào cuối năm 2022. Như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô như hiện nay. Vì thế, về lâu dài, VCCI đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động của việc bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và có văn bản báo cáo Quốc hội vào kỳ họp tới.
Còn đối với phương án cắt giảm thuế nhập khẩu với xăng dầu, VCCI cho rằng đây cũng là phương án đáng cân nhắc giúp kìm giá xăng bởi vấn đề này thuộc thẩm quyền của chính phủ và hoàn toàn có thể làm ngay trong tháng 7 này. Giấy tờ giả, đặc biệt là sổ đỏ giả, đang là vấn nạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân, gây hoang mang dư luận xã hội. Nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn đã xảy ra, xuất phát từ các loại giấy tờ được làm giả. Thời gian vừa qua, khi cơn sốt đất xảy ra tại nhiều địa phương, các đối tượng tội phạm đã lợi dụng diễn biến này dùng chiêu trò làm giả sổ đỏ để cầm cố ngân hàng, sang nhượng, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau các vụ án được lực lượng công an đấu tranh bóc gỡ, nhiều cảnh báo đã được đưa ra, thế nhưng vẫn có nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy lừa đảo. Muốn bán mảnh đất của gia đình, chị Thanh Huyền ở thành phố Hà Nội đã chụp toàn bộ sổ đỏ và đăng thông tin bán đất lên mạng xã hội. Chính những hành động này lại trở thành miếng mồi để các đối tượng dàn dựng kịch bản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Huyền. Ngay khi biết được thông tin về thủ đoạn của tội phạm, chị Huyền đã điều chỉnh che một vài thông tin trong sổ đỏ trước khi đăng bán đất lên mạng xã hội. Hiện giờ thì cũng để tránh cái tình trạng mà lừa đảo, tráo sổ, thì khi đăng lên thì tôi cũng đã che mờ một số cái thông tin chính và để cho đảm bảo. Vì là hiện giờ là rất nhiều xảy ra những nhiều cái tình trạng là đánh tráo sổ và lấy hình ảnh trên Facebook để làm sổ giả. Cái thực trạng đấy thì nó diễn ra như vậy, cho nên là khi mà đăng lên thì mọi người cũng nên cẩn thận. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, giờ đây chỉ cần sử dụng công cụ tìm kiếm Google, tìm dịch vụ làm sổ đỏ, sổ hồng giả trên mạng sẽ cho ra kết quả hàng loạt địa chỉ công khai mời chào làm sổ hồng, sổ đỏ giả uy tín, bảo mật. Với việc mua bán sổ đỏ giả trên mạng dễ dàng đang là kẽ hở tiếp tay cho những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như trường hợp Nguyễn Thị Hồng Trinh trú tại tỉnh Bình Định đã liên hệ với một đối tượng qua mạng xã hội để đặt làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền 2,5 triệu đồng. Sau đó, Trinh mang số giấy chứng nhận giả này đi thế chấp vay mượn tiền của hai người dân thì bị phát hiện bắt giữ. Do vợ chồng em cũng làm ăn thua lỗ, em lướt trên Facebook á, là em có thấy là chỗ làm giấy tờ nhanh uy tín gì giá rẻ, nên là em mới vào em xem. Ngày em đặt là ngày đầu tiên, xong 4 đến 5 ngày sau là cái bưu phẩm nó có gì à, là em mở ra là có. Theo cơ quan công an, khi xảy ra những cơn sốt đất tại nhiều địa phương thì cuốn sổ đỏ như một loại tài sản có giá trị cao. Chính vì vậy, các đối tượng đã lợi dụng thực tế này để tung ra các chiêu trò thủ đoạn lừa đảo có liên quan đến sổ đỏ, sổ hồng giả. Nhiều phòng công chứng không chỉ phát hiện sổ đỏ giả, hồ sơ chuyển nhượng giả mà thậm chí còn giả cả công chứng viên. Là mỗi người dân phải chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác, không nhẹ dạ cả tin, không hám lợi, đặc biệt là trong các giao dịch nói chung, giao dịch liên quan đất đai nói riêng. Và khi tiếp nhận được các cái giao dịch mà có liên quan đến giấy tờ có giá trị như sổ đỏ này, rồi là những cái giấy tờ có giá trị khác ấy, thì luôn luôn có sự cảnh giác, kiểm tra đánh giá, thậm chí là phải kiểm tra chéo qua các nguồn thông tin khác để có thể phát hiện những cái dấu hiệu mà đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chủ động phòng tránh. Với những loại giấy tờ tùy thân, đặc biệt những giấy tờ mà có những thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, rồi số tài khoản ngân hàng, rồi là sổ đỏ, rồi những cái giấy tờ khác, thì luôn luôn phải có ý thức là bảo vệ bí mật và tránh cung cấp cho những người khác. Thủ đoạn dùng sổ hồng, sổ đỏ giả nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Chính vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo sự cảnh giác, tỉnh táo của người dân là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất. Theo công ty nghiên cứu thị trường DKRA, chỉ tính trong tháng 5 năm 2022, giá chào bán bất động sản liền thổ tại thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến mức tăng đáng kể. Với phân khúc nhà phố, biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh, DKRA ghi nhận mức tăng giá từ 15 đến 20% so với đợt mở bán trước, mỗi giai đoạn cách nhau từ 4 đến 5 tháng. Nguồn cung và lượng tiêu thụ tập trung chủ yếu tại khu Nam và khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Trong quý 2, các quỹ đất xây nhà phố, biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh đều đã lập mặt bằng giá mới. Có nhiều nguyên nhân khiến tài sản liền thổ tăng giá, nhưng tác động lớn nhất vẫn là giá bán căn hộ đã tăng, khiến cho giá đất và nhà gắn liền với đất cũng leo thang. Dù tăng giá, nhưng thị trường sơ cấp vẫn duy trì lực mua với tốc độ chậm, giao dịch thứ cấp kém sôi động. Đa số các giao dịch nhà phố, biệt thự tháng qua chủ yếu tập trung vào những dự án đã bàn giao nhà, có hạ tầng kết nối đồng bộ. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh,
doanh nghiệp này đang tiếp tục thực hiện mục tiêu trong tháng 7 năm 2022 thu xếp được khoảng từ 50 đến 60% số tiền bán trái phiếu mà đơn vị đã huy động từ các nhà đầu tư. Đến nay, Tân Hoàng Minh thông báo đã nộp tổng cộng 2.100 tỷ đồng vào kho bạc nhà nước. Thế nhưng đến nay đã hơn 2 tháng kể từ ngày hủy 9 lô trái phiếu, các nhà đầu tư cho biết họ vẫn chưa nhận được tiến độ thanh toán cụ thể. Trước yêu cầu của nhà đầu tư về việc chi trả số tiền 2.100 tỷ đồng đã thu được, đại diện Tân Hoàng Minh cho biết vẫn đang chờ văn bản hướng dẫn cụ thể từ C03. Sau khi có hướng dẫn mới có thể hoàn thành các thủ tục trả lại tiền cho nhà đầu tư. Sau khi Ngân hàng Nhà nước có thông tư hướng dẫn về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước theo Nghị định 31 của Chính phủ, nhiều ngân hàng thương mại đã bắt đầu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt mức hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tổng quy mô của gói này khoảng 40.000 tỷ đồng sẽ được phân theo sức khỏe tài chính của từng ngân hàng. Cụ thể, Ngân hàng AB Bank được phê duyệt 264 tỷ đồng dành để hỗ trợ giảm lãi suất, tương ứng sẽ có khoảng 13.000 tỷ đồng dư nợ cho vay được ưu đãi. Ngân hàng Vietinbank được dành 7.000 tỷ đồng để hỗ trợ giảm lãi suất trong năm nay và năm sau. Hiện các ngân hàng cũng đang đồng bộ hạ tầng công nghệ, quy trình để thuận tiện hơn cho việc giải ngân gói cấp bù lãi suất đến doanh nghiệp. Nếu triển khai có vướng mắc, Ngân hàng Nhà nước sẽ kịp thời tháo gỡ, đồng thời có các giải pháp đảm bảo tính minh bạch, tránh trục lợi chính sách từ gói hỗ trợ này. Có khoảng 11 lĩnh vực ngành nghề được hỗ trợ, chủ yếu là hàng không, vận tải kho bãi, du lịch và nông nghiệp. Ngày 23 tháng 6, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép khai thác tầm bay mở rộng trên 180 phút cho loại tàu bay trang bị 2 động cơ. Cụ thể, Vietnam Airlines đạt mức 207 phút cho 8 tàu Boeing 787-9 và 240 phút cho 14 tàu Airbus A350. Như vậy, Vietnam Airlines đã trở thành hãng đầu tiên và duy nhất hiện nay ở Việt Nam đạt được chứng chỉ này. Kết quả này khẳng định năng lực của Vietnam Airlines và Cục Hàng không đảm bảo cho các chuyến bay đường dài khai thác an toàn theo đúng quy định. Đây cũng là quyết tâm chung của ngành hàng không Việt Nam trên hành trình khẳng định năng lực khai thác hiệu quả và phát triển bền vững. Trên thị trường hàng không quốc tế, mùa hè là mùa ăn nên làm ra. Thế nhưng mùa hè năm 2022 lại là mùa của nhiều sự hỗn loạn. Việc phục hồi sau dịch Covid-19 không dễ dàng, đặc biệt là khi ngành hàng không đang gặp khủng hoảng nhân sự sau đợt sa thải hàng loạt do dịch bệnh. Hàng dài người xếp hàng ngay từ ngoài cửa sân bay Schiphol, sân bay lớn nhất tại Hà Lan. Hành khách nhích từng chút một, chờ đợi hàng giờ để được làm thủ tục. Cảnh tượng tương tự tại nước Anh, hành khách xếp hàng dài chờ đợi trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao và các hãng hàng không thiếu hụt nhân sự. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Anh đã phải yêu cầu các hãng hàng không ngừng bán vé cho những chuyến bay mà họ không có đủ nhân viên để phụ trách. Ngành hàng không thế giới đã mất 2,3 triệu việc làm trong đại dịch. Các công việc liên quan đến xử lý vấn đề trên mặt đất và an ninh bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều người lao động đã không còn mặn mà quay trở lại với công việc hàng không do chế độ đãi ngộ không tương xứng trong khi phải chịu áp lực cao. Hiện sân bay Schiphol đã phải thưởng thêm 5 euro mỗi giờ cho 15.000 công nhân làm việc trong các lĩnh vực an ninh, xử lý hành lý, vận chuyển và dọn dẹp. Tuy nhiên, tình hình hiện vẫn chưa có nhiều cải thiện. Ngày 23 tháng 6, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã thông báo về việc cấm bán thuốc lá điện tử Juul ở nước này. Lệnh cấm này là một phần trong quá trình đánh giá rộng hơn của FDA đối với ngành công nghiệp thuốc lá điện tử sau nhiều năm chịu áp lực từ các chính trị gia và nhóm y tế công cộng để nhằm điều chỉnh nghiêm ngặt phân khúc thị trường đối với các sản phẩm thuốc lá khác sau khi việc sử dụng thuốc lá điện tử trở nên phổ biến hơn ở học sinh trung học. Juul Lab đang bị cáo buộc cố tình tiếp thị sản phẩm thuốc lá điện tử cho trẻ vị thành niên và không cung cấp đầy đủ thông tin về hàm lượng chất gây nghiện trên bao bì sản phẩm. Juul cũng bị cáo buộc không đưa thông tin về hàm lượng nicotine trên bao bì sản phẩm trong giai đoạn trước năm 2018. Mặc dù hàm lượng nicotine trong các sản phẩm của công ty này cao gấp 5 lần các sản phẩm tương tự khác, cuối năm 2019, công ty này đã phải tạm dừng bán một số hương vị tại Mỹ. Chúng tôi đã bị sốc trước quyết định của chính phủ. Chúng tôi không thể bán những sản phẩm của Juul tại các cửa hàng nữa, nhưng khách hàng thì vẫn có thể tìm mua qua hình thức trực tuyến. FDA cho biết, các ứng dụng của Juul cung cấp dữ liệu không đầy đủ hoặc mâu thuẫn về những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng các sản phẩm của công ty, bao gồm cả việc liệu các hóa chất có hại tiềm ẩn có thể rò rỉ ra khỏi vỏ. FDA yêu cầu ngừng bán các sản phẩm của Juul dựa trên kết luận liệu thuốc lá điện tử có hiệu quả trong việc khiến người hút thuốc bỏ thuốc lá hay không, và nếu có thì liệu lợi ích đối với người hút thuốc có lớn hơn tác hại mà thuốc lá điện tử gây ra cho những người mới sử dụng, bao gồm cả thanh thiếu niên hay không.
Nếu FDA quyết tâm loại bỏ các sản phẩm của Juul khỏi thị trường, thì chúng ta sẽ có cơ hội giảm sự phổ biến của thuốc lá điện tử xuống, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Xuất hiện lần đầu vào năm 2000, thuốc lá điện tử nhanh chóng trở nên phổ biến trong giới trẻ Mỹ. Doanh số bán của tập đoàn Juul chiếm hơn 64% toàn bộ thuốc lá điện tử tại quốc gia này. Do đó, lệnh cấm bán những sản phẩm của Juul tại thị trường Mỹ sẽ giáng một đòn nặng nề vào công ty này. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla của Mỹ, cho biết các nhà máy sản xuất ô tô mới của Tesla ở bang Texas của Mỹ và Berlin, Đức đang thua lỗ hàng